sáng vừa rồi có gì nữa đâu. Chị xem đâu bê cái máy in mới về. Lấy suất công ty đi. Máy in nó cũng nhiều ngày. Liên tục bác liên in tục. Nhiều quá không phải. Bắt hoạt động liên tục. Mỗi lần khởi động cái máy é hay khiếp lên. Khởi động lâu lắm.